khoảng thời gian con học nghe trai thì con thấy là rất vui, tại vì các thầy cô khi mà dạy các thầy cô, bọn con có câu hỏi gì thì bọn con cứ nhắn, xong các cô sau khi trả lời câu hỏi với các bạn dạy xong một lúc nếu các thì sẽ trả lời luôn, còn nếu mà các cô chưa kịp thì cô sẽ bảo là chờ một lúc rồi cô sẽ trả lời sau ạ. Các cô dạy cũng là vui tính mà cũng không có khó chịu lắm ạ, nên là chẳng có khó chịu gì cả, các cô dạy cũng vui nhá, nên là con rất là thích. Con thấy nó dễ hiểu, kiểu như là nó được tiếp xúc với giáo viên nước ngoài thì nó cũng được nghe nhiều hơn. Ban đầu thì con cũng hơi gặp khó khăn về cái phần mở vì nó cũng kiểu khá là khó, nhưng mà sau một thời gian mà cô Lan Anh cô ấy giới thiệu và giảng dạy cho con đến hai buổi thì con cũng đã hiểu. Con cảm thấy môi trường bây giờ học rất là tiện lợi, không cần phải đi qua đi lại nhiều mà vẫn có thể học tập trung được cái cô. Con thấy cả các bạn thì hay được tham gia học, ví dụ như là cô sẽ cho các hoạt động rất là vui, hoặc là làm các cái thủ công ấy ạ, thì cô sẽ chỉ mà về nhà làm xong gửi cho cô qua ảnh, hoặc là làm một cái poster xong rồi gửi qua đấy cho cô ạ. Con có ấn tượng về môn khoa học. Môn khoa học thì chúng là học nhiều từ vựng mà các từ vựng mà con chưa biết. Có cái gì khó thì các cô sẽ trả lời luôn cho con, hay là con thấy cũng rất là dễ hiểu ạ. Con thích môn Math nhất. Con thấy cô giảng khá là dễ hiểu, với cả cô có cho các bạn vẽ lên bảng để thực hành làm những cái phép tính nữa. Có vài hôm thì cô sẽ cho bọn con chơi, cô sẽ gửi đường link cho bọn con để bọn con chơi game liên quan đến môn Math, hoặc là cô sẽ chia sẻ một cái bảng gọi là có các cái câu hỏi toán ở trong đấy để bọn con vẽ lên bảng trả lời. Đó, con thích môn Science vì con thấy là môn học này thú vị, con biết nhiều về các thực vật, cây cối và rất nhiều đồ ăn, thông chất đồ ăn có những gì con có thể biết. Con kiểu trước đây con hay thắc mắc về các loài cây lớn lên vì sao, tại sao chúng có thể sống lâu như thế, thì trong môn Science thì cô có thể giải thích hết tất cả những lý do đấy cho con. Cách dạy của cô khá thú vị và cô hay dùng hình và có thể dùng các video để cho chúng con hiểu hơn. Cô Lan Anh sẽ đi xung quanh lớp xem là có bạn nào thấy khó hiểu cái gì đó hoặc là có trục trặc cái gì thì cô sẽ hỗ trợ và giải thích cho mọi người để mọi người có thể tiếp tục học trong một cái tâm trạng kiểu thoải mái hơn. Con thấy cô thì thỉnh thoảng nếu mà có cái câu hỏi đấy mà cô giáo nước ngoài dạng mà bọn con không hiểu thì bọn con sẽ nhờ cô dịch cho, hoặc là bọn con sẽ nhờ cô dịch cái câu như là câu hỏi của cô, hoặc là những cái bài giảng, trong bài giảng có từ nào mà con không hiểu thì bọn con cũng nhờ cô. Con có tham gia câu lạc bộ sáng tạo. Một buổi sinh hoạt thì bọn con gần đây nhất thì con có một buổi sinh hoạt vào tuần trước, bọn con được cô phân ra thành hai nhóm. Thì bọn con được chia sẻ với nhau những cái như là cách làm một cái dự án nào đấy thủ công. Thì bọn con đã được gấp giấy, bọn con chia sẻ với nhau về cái cách mà gấp giấy thành những cái con động vật thú vị. Con sẽ vẫn kiểu sẽ học lại, sẽ tìm hiểu nhiều hơn những cái chi tiết nào mà bọn con vẫn chưa hiểu trong giờ học mà bọn con chưa hiểu thì cô Lan Anh cô sẽ bổ trợ thêm ạ.